Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đang xem livestream của Mega Gangnam trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì chắc hẳn là mọi người cũng đang sắp sửa vào coi rất là nhiều đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Hiếu cùng anh Hưng cũng như là hai bạn bất ngờ chưa bà già. Hai bạn nam rất là xinh đẹp của Mega Gangnam. Chúng tôi sẽ dành 50 suất khuyến mãi cho những khách hàng đăng ký đầu tiên về công nghệ trẻ hóa Mega tự thân của Mega Gangnam. Cũng như là 50 suất này thì chúng ta sẽ được giảm đến 35% chi phí nha mọi người nha. Cơ hội có 102 trong năm. Và ngoài những chương trình đó ra thì chúng ta sẽ được tặng thêm 5 suất điện di collagen, cũng như là 1 suất căn bảo da mun quang. Và lần sau sử dụng dịch vụ thì chúng ta sẽ được trừ hẳn 5 triệu đồng cho những cái dịch vụ mà chúng ta sử dụng lần sau. Bao nhiêu suất ưu đãi ngày hôm nay ạ? 50 suất. Ưu đãi bao nhiêu phần trăm ạ? 35%. Bao nhiêu phần trăm ạ? 35%. Hiện tại cho buổi chiều ngày hôm nay thì Mega Nam đang dành ra 50 suất khuyến mãi cho những khách hàng đăng ký may mắn đầu tiên trong live ngày hôm nay. Và một cú pháp rất là đơn giản, quý vị có thể để lại thông tin của mình bên góc trái của màn hình của chúng tôi, để lại thông tin thật là đầy đủ để được tính là hợp lệ một lượt đăng ký của mọi người nha. Hưng ơi, hôm nay có một chị khách cũ đến tái khám và muốn gặp em. Dạ vâng ạ. Cô là hiện tại đang live stream, cô có thể đồng hành TikTok của không, quay TikTok của không? Hỏi cô đi thông báo lại nhé. Có rất là nhiều khách hàng muốn mà chị tiếp là được gặp anh Hưng hoặc là anh Hiếu thôi. Con chào cô An. Con chào cô. Trời ơi, giờ trẻ thế này gọi chị thôi. Tại vì quen gọi cô rồi thôi là mình vẫn giữ gọi cô cho nó thân thiết cô nhé. Dạ vâng ạ. Cô ơi, bọn con đang live stream thì sẽ anh Hưng sẽ trực tiếp tư vấn cho cô ạ. Dạ. Rồi con chào cô An, con mời cô ngồi đây với con ạ. Dạ. Bây giờ gọi là chị thôi, gọi cô không quen. em quen gọi cô rồi ạ. Dạ vâng, con chào cô. Cô ơi thì em có thể giới thiệu cho khách hàng tại vì bọn sẽ chưa biết cô. Dạ vâng ạ. Thì các chị em ơi, hiện tại ngồi kế bên Hưng đây là cô An. Cô là khách hàng rất là thân thiết tại Mega Gangnam, đã theo Mega Gangnam gần 5 năm rồi. Thì cô An ơi, cô có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho các chị em đang xem livestream được biết về cô nhé. Cô nhìn cái cà dạ. Cô đang hồi hộp. Chắc là lần đầu lên đúng không ạ? Trời ơi, nổi hết cả da gà rồi đây này. Xin chào các chị em. Thì không biết là ngày hôm nay cô thăm khám với bác sĩ Thắng xong ấy thì cô thấy như thế nào ạ? À? Rất là ok. Dạ. Nói chung là lần nào cô tái khám cũng rất là ok. Dạ. Thế thì không biết là điều gì khiến cô hài lòng khi mà cô quyết định chọn Mega Gangnam để đồng hành với nhan sắc của mình trong suốt 5 năm qua ạ? Nói chung là ở đây á, là các phục vụ của nhân viên rất dạ. là chu đáo và tận tình. Dạ. Bác sĩ thì rất là tận tâm và mát tay nữa. Dạ vâng ạ. Còn một cái điều mà cô quên nhắc đến mà cô luôn luôn là cô khen suốt là mỗi lần cô đi á, cô rất là sợ đen. Cho nên là bên con thì có xe đưa đón riêng, cho nên là cô cảm thấy rất là ưng đúng không cô? Với lại cô sợ cô bị say xe, nên là đi xe riêng thì mình không có bị mùi với cô, cho nên là cũng đỡ về tình trạng đó. Chứ mỗi lần mà cô qua đây, cô có nói chứ nhà cô mặc dù Hồ Chí Minh, nhưng mà mỗi lần đi taxi qua đây là mỗi lần đến đây con thấy cô là phờ phạt hết trơn luôn. Dạ vâng ạ. À. Thì con vẫn còn nhớ là trước đây ấy, khi mà cô đến Mega Gangnam thực sự là tình trạng lão hóa của cô rất là nhiều. Nhưng mà cô lại có một cái tình trạng giống như là những phụ nữ khác, là chồng không cho làm đẹp. Thế là khi mà mình có những cái câu chuyện không hay nó xảy ra thì cái mong muốn làm đẹp của mình nó trỗi dậy để mà mình tìm kiếm cái hạnh phúc của mình. Thì bây giờ con xin phép là chia sẻ một chút những cái câu chuyện của cô cho các chị em phụ nữ được rõ hơn được không cô? Tại nhiều khi là con thì biết cô quá rồi, nhưng mà các chị em nhiều khi xem qua livestream thì mới chỉ biết là cô tên gì, cô ở đâu, cô bao nhiêu tuổi thôi. Chứ còn câu chuyện đằng sau của cô và cái mong muốn, lý do tại sao cô đi làm đẹp thì các chị em cũng chưa được biết. Thì dạ vâng ạ. Cô trao đổi thì chị đã có một số khách hàng cũng hỏi. Dạ. Thì các bạn ơi, mọi người có thể mà comment những câu hỏi dành cho cô để cô cũng có thể chia sẻ, có thể cô trả lời sẽ chưa gọi là được nhiều thông tin. Dạ. Nhưng mà cô cũng rất là cô ngồi cô nổi hết cả da gà. Thì mọi người cần câu hỏi thì mọi người comment nhé. Dạ các chị em ơi, nếu mà mọi người có câu hỏi gì thì cứ comment để mà cô An có thể chia sẻ rõ hơn nhé mọi người. Thì bây giờ thì con xin phép là chia sẻ cái câu chuyện của cô nhé.
Thì trước đây khi mà cô An quyết định chọn Mega Gangnam để làm đẹp bởi vì một lý do duy nhất là để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình của mình. Tại vì cô có chia sẻ là ngày xưa khi mà cô còn trẻ thì đi đâu chồng cũng dắt đi theo. Nhưng mà kể từ lúc mà mình sinh em bé xong rồi bắt đầu là lão hóa trên gương mặt của mình ngày một nhiều hơn, thì bắt đầu là ông xã làm nhạc, đúng không cô? Đi đâu cái là cũng kiếm lý do là tôi đi gặp khách hàng quan trọng, rồi trong cuộc họp đó thì không có được dẫn người nhà theo, rồi vân vân mây mây, nói chung là không có cho cô đi theo. Thì lúc đó là cô có thắc mắc hay là cô có nghi ngờ vậy không? Thì thấy buồn tủi thì mình thấy mình nhìn vô gương mình thấy mình già xấu đi, mình cũng hiểu được. Dạ. Thực ra là ông bà mình cũng có câu là đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ bằng tay, đúng không cô? Thì khi mà bắt đầu tình trạng lão hóa nhiều hơn ấy thì ông xã làm nhạc hơn nè. Thì lúc đó là con nhớ cô tìm đến đây, cô làm đẹp, nhưng mà cô còn dặn con là con ơi làm sao mà về mà ổng không có hay, chứ về mà ổng hay nữa là ổng cho cô hai con mắt nâu nữa là chết. Thế là con vẫn giữ đúng cái lời hứa với cô là làm về thì gương mặt của mình nó chỉ có hơi nề nề một chút xíu thôi. Với lại ngoài ra thì không có những cái tình trạng gọi là những cái dấu hiệu gì mà nó bị quá nhiều, nên là về thì thời điểm đó ông xã cô cũng không có nhận ra. Và bắt đầu là khi mà làn da của cô được trẻ hóa ra ấy, thì rõ ràng là cuộc sống của mình nó có những cái sự thay đổi hơn rất là nhiều. Chứ còn lúc trước là nhiều khi ông xã lạnh nhạt, và con còn nghe cô kể là ông có bồ nhí nữa, mà đâu phải một bà, đâu hai ba bà luôn, đúng không cô? Mà nghe nói là ông hay đi công tác mà mỗi một tỉnh thành là một bà. Trời ơi, mà con nghe con cũng hết hồn. Nhưng mà bây giờ là hết rồi nha. Hết rồi hả cô? Bây giờ là cô đi đâu là ổng phải đi theo đó. Phải nghe ngược rồi cô đó. Đâu có cho cô đi mình, đúng không? Bữa con có nghe cô nói là thậm chí là hôm nay nè, lên là hình như chú ở ngoài kia, đúng không cô? À, nãy cô vô đây cô live stream á, cô có xin chú chờ một chút không? Chứ không thôi ông thấy đi lâu quá ông xúc ruột. Chứ thực ra là bây giờ á, là sau khi làm xong thì cuộc sống của cô là ngoài đi đâu là chú đi theo á, thì cô thấy là nó có giúp cô cải thiện cái điều gì nữa không cô? Nói chung là bây giờ mình làm đẹp ra thì cuộc sống mình nó thay đổi rất là nhiều. Về chồng, con, mọi người, ví dụ như gặp mọi người á, mọi người ai cũng khen. Sao lúc này bà đẹp quá vậy, làm ở đâu, làm cái gì, ví dụ vậy. Đó, ai cũng khen hết trơn, mình cũng thấy vui, thấy tự tin hơn khi bước ra đường tiếp xúc mọi người. Với con nhớ là bữa có cái bà Sáu á, bà chê cô già chát luôn á, rồi giờ cô còn gặp lại bà không? Thì đó, cô cũng gặp bà, cái bà nói, ủa sao bà lúc này đẹp vậy? Bà nhận nghiêm rồi bà còn hỏi cô làm cái gì, là chỉ tôi với. Ôi đừng chỉ cô chỉ là mốt bà trẻ hơn cô, bà chậm đó, bà đó hay ghét. Phải chỉ, tại mình không có ích kỷ vậy, mình đẹp. Không, nó chứ con đùa, chứ thực ra cô giới thiệu thì tụi con cũng có khách hàng, đúng không? Mà đa phần là khách đến Mega Gangnam là được giới thiệu nhiều. Chứ con nói thiệt, con nói thiệt, nếu mà mình chỉ qua những cái quảng cáo á, nó là mình tin hay không là không có tin được 100% đâu cô. Tại vì phải có khách hàng làm qua rồi á, người ta chia sẻ thì mình mới tin được. Chứ nếu mà qua quảng cáo mà mình tin hoàn toàn cũng khó. Mà bây giờ ấy, con thấy là mỹ viện quá nhiều, để mà có khách mới dễ lắm, mình giới thiệu đẹp là người ta tìm đến thôi. Nhưng mà để mà giữ chân khách trở thành khách hàng cũ á, nó là một cái vấn đề rất là nan giải. Bởi vì là ngoài cái vấn đề hiệu quả nè, mình còn phải có về thứ nhất là cái sự tiếp đón của nhân viên, rồi những cái cách chăm sóc của nhân viên sau đó để mà cho khách hàng một cái sự an tâm và hài lòng. Và cái quan trọng là khi mà người ta tìm đến những cái đơn vị thẩm mỹ ấy, cái người ta lo lắng là gì? Là một cái nơi xa lạ và không có người thân. Thành ra khi mà các chị em đi làm đẹp, các chị em hay rủ bạn bè, người thân đi cùng để làm gì? Để mình yên tâm. Thì đối với cô là cô giấu gia đình thì chắc chắn là cô đâu thể nào dẫn chú theo được. Là cô đi một mình lên đây và cô thấy là mấy ngày đầu cô đến, cô còn nói với con là cô bước vô đây cô cảm giác giống như là nhà của mình, đúng không cô? Nói chung là bước vô đây thì mình thấy sang trọng, những cái trang thiết bị rất là sành sọ, thành ra mình cũng an tâm. Nhưng mà có một cái điều cô càng an tâm hơn đó là mặc dù là cơ sở sang trọng nhưng mà cô cảm thấy là không có bị lạc lõng. Là nhân viên ở đây á, dụ mình rất là chu đáo, rồi chịu khó ngồi lắng nghe những tâm tư tình cảm của mình. Tại con nói thiệt là bản thân con cũng vậy, mỗi lần mà con đi đến đâu mà thấy sang trọng quá cái mình cũng hơi rén, tại vì vô rồi không biết là giá thành chắc là mắc lắm hay là nhân viên thì chắc là chẳng lắm, giống như là mình lựa khách hàng đó cô. Giống hồi đầu cô đến đó, trời ơi, cô ăn mặc nào là dép Lào rồi nón lá rồi đồ bộ, trời ơi, con nói thiệt nhìn cô chán đời muốn chết. Nhưng mà nhân viên thì vẫn tiếp đón đồng hành đàng hoàng. Tại vì đối với quan niệm của Mega Gangnam á là mình khách nào cũng là khách. À, dịch vụ ít, dịch vụ nhiều gì cũng là khách. Bởi vì mình chăm sóc tốt thì mình mới có được khách trong tương lai, chứ không phải là mình phân biệt khách hàng. Bởi vì nếu mà mình chê một khách ấy, thì sau này á, trong tương lai mình sẽ mất đi rất là nhiều khách hàng cô à. Thì còn khán giả coi live stream ấy, thì khen
cô An ơi, cô 58 tuổi à, trẻ quá, bạn Đức Kiều. Đó, cô thấy không? Con nói thiệt là bây giờ kêu cô là con ngại lắm á. Nhưng mà do kêu quen 5 năm rồi chứ giờ đổi nó hơi khó. Chứ nếu mà con gặp cô từ đầu và với cái diện mạo này á, kêu cô không được nha, bị quýnh chết, phải kêu bằng chị. Chị Hồng Nguyễn hỏi là chị ơi, chị làm đẹp ở Mega nha thì xài hết bao nhiêu tiền rồi chị? Thực ra là hơi khó nói cô nhỉ. Tại vì chị Hồng Nguyệt ơi, mỗi khách hàng sẽ có những tình trạng lão hóa nó khác nhau ấy. Cho nên là cũng là mỗi người một cái phần chi phí khác nhau và một cái phác đồ điều trị khác nhau. Thì nếu mà chị có quan tâm á, mình hãy để lại số điện thoại ở dưới góc trái màn hình để các chuyên gia tư vấn có thể liên hệ với mình để tư vấn dịch vụ cũng như là chi phí phù hợp. Và ngày hôm nay á, thì Mega Gang Nam có ưu đãi 50 suất, mình sẽ được giảm giá 35% nè. Ngoài ra thì mình có được tặng một buổi cái căn bóng da muôn quang, 5 buổi điện di collagen cũng như là một cái voucher giảm 5 triệu cho liệu trình tiếp theo khi mà mình sử dụng tại Mega Gang Nam chị nhé. Chị khán giả Thanh Thanh chắc mới vào xem nên là chị hỏi là không biết là chị ấy làm công nghệ gì mà đẹp vậy? Thực ra là trước đây là cô An có làm những công nghệ trẻ hóa từ trước của Mega Gang Nam. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô An chọn Mega Fiber để mà gọi là tìm lại cái thanh xuân của mình. Tại vì khi mà mình làm bất cứ một cái công nghệ nào ấy thì mỗi năm trôi qua mình sẽ lão hóa. Tuy nhiên thì đối với công nghệ ở Mega Gang Nam, mình sẽ lão hóa với tốc độ chậm. Thì cũng hơn 5 năm rồi. Da mình chắc chắn ở độ tuổi này là phụ nữ sau mãn kinh thì tốc độ lão hóa da mình nó nhiều hơn cô ha. Thì với lại cô cũng muốn là lâu lâu nó tuột xíu thì mình kéo lên để mà mình giữ ổng đúng không cô? Chứ để nó tuột lỡ mà nó tuột cái nữa thì ổng lại đi tiếp thì lúc đó mình lại mệt mỏi nữa cô. Nói chung là mình phụ nữ là mình phải trước hết là mình phải yêu bản thân mình. Dạ đúng rồi cô. Cái đẹp là phải trước hết. Dạ. Bởi vì người ta cũng nói là nếu mà mình không yêu thương bản thân mình thì đâu có ai yêu thương mình đâu đúng không cô? Nên khi mà cô thấy là mình chỉ cần trân trọng bản thân mình một chút. Như là con có nói cô hoài đến nói suốt là tới năm nay là con mới thấy cô là chịu khó tân trang một chút ấy. Chứ ngày xưa là chỉ có chịu làm trẻ hóa da thôi, chứ còn đầu tóc thì rủ rượi, quần áo thì bê bết, không có chịu tân trang gì hết. Nhưng mà bây giờ là thấy cô cũng chịu khó là chăm chút, mình không có cần làm lố. Độ tuổi này của mình chỉ cần là mình gọn gàng nè, mình ăn mặc nó lịch sự một chút xíu thì tự động là nhìn cô sẽ trẻ hơn rất là nhiều. Người ta có câu nói là không có phụ nữ nào xấu hết, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Dạ đúng rồi đó cô. Nên là con thấy bây giờ là cô chỉ cần ăn mặc nó gọn gàng một chút nè, rồi tóc tai cô chịu khó cô chỉnh chu một xíu là nhìn cô trẻ lắm. Và đó cũng là một cái thông điệp mà Mega Gang Nam muốn mang đến là phụ nữ chỉ cần là mình yêu thương bản thân mình một chút, chỉ cần chú ý đến mình quan tâm một chút xíu thôi, tự động là mình sẽ thấy cái cuộc sống của mình nè, những cái điều xung quanh của mình nó trở nên tươi đẹp hơn rất là nhiều. Như ngày hôm nay là cô đi gặp bạn bè cô cũng thấy khoái hơn đúng không? Thấy người ta khen mình khoái, trẻ ai mà không khoái. Tại vì phụ nữ có một cái điều rất là lạ là muốn người ta khen mình đẹp nhưng mà lại không muốn người ta biết mình làm đẹp mới đẹp. Cho nên là mấy cô mấy chị làm đẹp về là đâu có cho người ta biết, mình cũng giấu. Có nhiều cô thì muốn chia sẻ cho bạn bè người thân của mình biết, nhưng mà cũng có nhiều cô làm đẹp về á, xong cái người ta hỏi có làm đẹp không? Không, tôi đâu làm gì đâu, tự nhiên tôi trẻ ra thôi. Nhưng mà những cái công nghệ làm đẹp ở Mega Gang Nam thì mình không có phẫu thuật ấy, cho nên là làm xong về thì mình cũng không có phải băng bó hay là một cái sự thay đổi quá nhiều, mà mỗi người sẽ đẹp theo từng cái nét riêng của mình. Chứ không phải là cứ phải là mũi cao, phải là thế này thế kia là đẹp. Bởi vì không có một cái quy chuẩn nào phải là mũi cao là đẹp cả, mà chỉ cần nó hài hòa, nó cân đối được các đường nét tỷ lệ trên gương mặt của mình và mình tự tin, như thế là mình đã đẹp rồi ạ. Có người hỏi là cô bỏ chú chưa kìa. Mọi người ơi, thì hiện tại thì Mega Nam đã nhận được rất rất là nhiều suất ưu đãi dành cho mọi người, lên đến 35% cho ngày hôm nay. Chỉ còn bộ phận kỹ thuật báo chúng tôi là chỉ còn 10 suất cuối cùng cho chương trình giảm giá 35% trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. Để lại thông tin đăng ký bên dưới góc trái màn hình để được hỗ trợ mọi người nha. Và bộ phận kỹ thuật của Mega Nam báo là 40 suất dành cho 40 khán giả may mắn đầu tiên đã được đăng ký thành công lên hệ thống của Mega Nam rồi, nên là mọi người có thể đăng ký sớm nhất để còn 10 suất nữa cho mọi người thôi. Và có thêm một vị khán giả nữa hỏi cô An là đó, cô ơi, có người hỏi cô kìa. Cô An ơi, không biết là làm xong dịch vụ trẻ hóa da này thì có phải chăm sóc da ở nhà cực không cô? À, cái này thì con mời cô chia sẻ với khán giả nha. Cũng chăm sóc bình thường, như là mình làm xong rồi thì bên thẩm mỹ kêu mình về làm cái gì thì mình làm theo yêu cầu của bên thẩm mỹ là được không? Dạ, hướng dẫn theo các bước của các bác sĩ hướng dẫn thôi cô ha. Đúng rồi. Thực ra là mình chỉ cần chăm sóc cơ bản thôi các chị em à.
Bởi vì những cái phương pháp làm đẹp là những cái phương pháp mà sẽ giúp mình đẩy nhanh cái quá trình phục hồi da của mình. Tuy nhiên thì làm xong về nhà mình cố gắng là mình chăm sóc theo những cái quy trình chăm sóc da hàng ngày để nó giúp duy trì được cái hiệu quả, nó trở nên lâu dài hơn ạ. Có một vị khán giả nữa tên là Thanh hỏi là em cũng bằng tuổi chị nhưng mà nhìn em già lắm, không được trẻ như chị đâu. Không biết là làm công nghệ này có bị đau không? Em thấy có chương trình khuyến mãi nhiều cũng tính đăng ký. Dạ, về đau hay không thì chắc là phải nhờ cô An chia sẻ đó thôi. Nó cũng không có đau gì, chỉ giống như khi mà tim ấy là nó hay hơi hơi chút xíu rồi dạ. Đau rồi đó cũng thoải mái. Dạ vâng. Khi mà với lại cái lúc làm bác sĩ cũng tư vấn cho mình rồi nói chuyện với mình kia cái làm cho mình thoải mái á, mình không có thấy đau nữa. Dạ đúng rồi. Nhiều khách hàng hay bảo là trong lúc làm á, nhiều khi các bạn kỹ thuật viên hay là các bạn chuyên gia tư vấn cũng bên cạnh rồi nói chuyện. Nhiều khi bác sĩ làm xong mà khách còn hỏi là ủa làm từ khi nào? Làm bao giờ mà tự nhiên ngồi dậy xong cái thấy một nửa mặt mình nó có sự thay đổi rồi. Thì nếu mà nói là không đau thì cũng hoàn toàn không đúng. Khi mà làm thì mình vẫn sẽ có cảm giác, nhưng mà cái cảm giác trong cái ngưỡng chịu được thôi. Thì như lúc nãy con cũng có kể cho các chị em nghe là bên con cũng có những cái khách hàng 60, 70, thậm chí là gần 80 á cô. Thì các cô đi đường xa lên đây rồi đôi khi mệt quá, rồi các cô lên đây nằm rồi cái có nhạc du dương rồi máy lạnh nó cứ ngủ phà. Làm xong là thế là đứng dậy đi về tỉnh queo. Mấy cô còn bảo là biết vậy làm từ lâu rồi. Mà con cũng thấy là thực ra là nên như vậy. Bởi vì là ngừa bệnh hơn chữa bệnh đúng không cô? Mình chịu khó mình chăm sóc từ sớm để mà da mình trong tương lai nó có lão hóa nó cũng đỡ hơn. Chứ mình đợi cho khi mà lão hóa quá nhiều ấy, lúc đó mình làm thứ nhất là nó quá nhiều cái tình trạng, tất nhiên là nó sẽ đi kèm với nhiều dịch vụ, thì đội theo là rất là nhiều chi phí, mà chưa kể là lão hóa quá nhiều như vậy thì hiệu quả nó sẽ chắc chắn không thể nào bằng được với những người mà lão hóa ít hơn. Dạ vâng ạ. Cô An ngồi lên sóng là có rất là nhiều khán giả muốn đăng ký để làm sớm luôn. Cô Bích Nguyệt hỏi là không biết làm chi phí bao nhiêu tiền. Cô Bích Nguyệt thân mến, thì hiện tại Mega Nam trong phiên live ngày hôm nay thì hai chuyên gia của Mega Nam đang trực tiếp giảm giá cho mọi người lên đến 35%. Mọi người để lại thông tin bên dưới góc trái màn hình để được các chuyên gia tư vấn hàng đầu đến từ Hàn Quốc của Mega Nam hỗ trợ về chương trình cho mọi người trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Cơ hội thì chỉ còn 9 suất nữa thôi, nên là mọi người hãy nhanh tay đăng ký vào góc trái màn hình, góc trái màn hình mọi người nhớ nha. Có chị hỏi là da bị sẹo rỗ nặng có dùng được không? Chị ơi, thực ra là Mega Fiber ấy, nó có thể cải thiện được cho mình về tình trạng lỗ chân lông. Còn về sẹo của mình thì có thể làm mờ đi, tuy nhiên để điều trị chuyên sâu hơn, mình có thể để lại thông tin ở góc trái màn hình để các chuyên gia tư vấn có thể liên hệ để tư vấn cho mình nhé. Cô ơi, con thấy chú thì, chú đứng nhóp nhở ngoài kia rồi. Đứng ngoài chờ dạ. Cô. Nên là chắc là con cũng cảm ơn cô đã giúp chia sẻ những cái kinh nghiệm làm đẹp của cô, cũng như là dành thời gian rất là quý báu để lên livestream của bọn con trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Cô ơi, thì trước khi mà mình về ấy thì con xin cô có đôi lời chia sẻ đến các chị em, giống như một lời nhắn nhủ để các chị em có động lực đi làm đẹp và cô. Xin mấy chị em nào mà muốn đi muốn mình đẹp á thì phải tới Mega Gang Nam và làm đẹp đi nha. Ở đây làm rất là an tâm và an toàn. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Thôi bây giờ con cũng chúc cô thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng luôn luôn trẻ đẹp như vậy cô nha. Dạ vâng ạ. Dạ chú đợi cô nhấp nhở tới cho ngoài kia rồi. Con cảm ơn cô. Dạ vâng ạ. Cô ra ngoài ha. Dạ vâng, con chào cô ạ. Dạ. Xin được nhắc lại chương trình trong buổi live ngày hôm nay thì chúng tôi đang áp dụng giảm 35% trong 2 tiếng live ngày hôm nay, chỉ áp dụng trong live stream ngày hôm nay thôi mọi người nha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ được tặng thêm 5 suất điện di collagen, 1 suất căng bóng da mụn quang và 1 thẻ quà tặng trị giá là 5 triệu đồng. Và hiện tại thì phiên live stream của chúng tôi cũng sắp kết thúc. Nên là sắp tới thì mọi người có những chủ đề gì liên quan đến tư vấn làm đẹp thì có thể comment ngay bên dưới để lần sau Hiếu cũng như là anh Hưng có thể hỗ trợ tư vấn cho mọi người nha. Xin cảm ơn cả nhà. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt. Những ngày của mẹ, Mega Gangnam giảm 35% cho tổng hóa đơn, áp dụng mọi dịch vụ, tặng một voucher cấy căng bóng mùn hoàng cho người thân đi cùng, voucher 5 triệu, 5 buổi điện di collagen và vô vàn ưu đãi quà tặng hấp dẫn khác.